Minasan konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người. Hãy như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc báo Nhật. Và sẽ không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nghe qua một lượt bài báo này luôn nhé. Daigakusei ga biwako ni haeteiru yoshi kara stroo o tsukuru. Plastic no gomi ga fuete, sekai de ookina mondai ni natte imasu. Shiga ken ni aru Ritsumeikan Daigaku de 環境について勉強している学生19人が琵琶湖に生えているヨシからストローを作りました。ヨシは高さ3メートルぐらいになる草で、茎の中に直径1センチぐらいの穴があります。枯れたヨシを煮て消毒すると、ストローのように使うことができます。学生たちはヨシから長さ20センチのストローを400本作ります。そしてコンビニやカフェなど5つの店でこのストローを使ってもらいます。学生たちはこのストローを使った人にアンケートをしてどう感じたかやいくらまでお金を払ってもいいかなどを聞きます。学生を教えている寺脇教授はヨシのストローを多くの人に使ってもらうようにしたいですと話しています。Hay, vậy là chúng ta đã nghe qua một lượt bài báo này rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng câu một. Trước tiên sẽ là phần tiêu đề này. Tiêu đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Daigakusei ga biwako ni haeteru yoshi kara stroo o tsukuru. Chúng ta xem từ vựng nhé. Chúng ta Daigakusei thì rất là đơn giản, sinh viên rồi đúng không? Chúng ta có từ biwako. Ở đây là hồ biwa nha mọi người nhé. Cái chữ cô là hồ này, như kiểu là hồ Hoàn Kiếm của chúng ta sẽ là Hoàn Kiếm cô chẳng hạn nhé. Biwa là tên riêng rồi chứ nhỉ? Tiếp theo, haeteru, động từ haeteru là mọc lên, được chưa nhỉ? Yoshi, yoshi là cây sậy mọi người nhá. Cây sậy này. Stroo, stroo chính là cái chiếc ống hút mà chúng ta hay uống trà sữa ấy. Vậy thì cái tiêu đề này của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Sinh viên đúng không? Các bạn sinh viên thì tạo ra này, làm ra những chiếc ống hút từ những cái cây sậy mọc ở đâu nhỉ? Mọc ở hồ Biwa. Ok? Hãy, chúng ta sẽ đi vào bài. Câu đầu tiên này, plastic no gomi ga fuete, sekai de ookina mondai ni natte imasu. Câu này thì rất là đơn giản đúng không? Plastic là gì nhỉ mọi người nhỉ? Plastic là nhựa, đúng không? Nhựa này. Tiếp theo, gomi là rác, fuete, fueru là động từ tăng lên. Vậy thì ở đây sẽ là gì nhỉ? Cái lượng rác nhựa thì tăng lên, đúng chưa? Một bề đúng không? Tiếp theo là gì nhỉ? Sekai, thế giới này. Okina mondai ni natte imasu. Nó đang trở thành một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, rất là to lớn trên thế giới. Được chưa? Dịch lại cả câu này nhá. Lượng rác nhựa thì ngày càng tăng lên và bây giờ thì nó đang trở thành một cái vấn đề rất là lớn, rất là nghiêm trọng ở trên thế giới. Ok. Hãy, câu tiếp theo này. Shigaken ni aru Ritsumeikan Daigaku de kankyou nitsuite benkyou shiteru gakusei 19 nin ga biwako ni haeteru yoshi kara stroo o tsukurimashita. Cái này nó chỉ lặp lại ở cái trên và thêm một chút thông tin vào thôi đúng không? Chúng ta có Shigaken, tỉnh Shiga này. Ngoài ra có tên riêng Ritsumeikan Daigaku là trường đại học Ritsumeikan nhá, một trường đại học rất là nổi tiếng này. Kankyo thì là gì nhỉ mọi người nhỉ? Môi trường đúng không? Kankyo là môi trường này. Tiếp theo benkyo rất là đơn giản này. Biwako vẫn thế. Câu này thì hoàn toàn giống với cái tiêu đề rồi đúng không? Chúng ta sẽ không xét nữa này. Mẫu câu nhí tsui tê là về một vấn đề, về một chủ đề gì đó nhá. Thì câu này sẽ là gì nhỉ? Phần chủ ngữ sẽ ở đây sẽ có 19 đúng không? Có 19 bạn học sinh là mình nhỉ? Đang học về này. Ở đây là về này. Về vấn đề môi trường đúng không? Về môi trường ở đâu nhỉ? Ở trường đại học Ritsumeikan có ở tỉnh Shiga. Thì các bạn ấy làm gì? Các bạn ấy đã làm ra những cái chiếc ống hút này từ những cái cây sậy mọc ở hồ Biwa. Ok chưa? Tiếp theo nhá. Yoshi wa takasa 3 meter gurai ni naru kusa de kuki no naka ni tsukke 1 cm gurai no ana ga arimasu. Chúng ta xem từ vựng này. Ta thấy ở đây có từ takasa. Takasa bắt nguồn từ từ takai là cao đúng không? Tính từ đôi y khi bỏ y thêm sa vào nó sẽ biến thành danh từ. Ở đây sẽ là danh từ chỉ mức độ, là độ cao nhá mọi người nhá. Tiếp theo, kusa là cái cỏ này. Kuki, kuki chính là cái thân, cái cuống của cây này. Tsukke, tsukke từ này là đường kính nhá mọi người nhá. Ngoài ra, ana, ana là gì nhỉ?
một cái lỗ, một cái hang đúng không? Hay, vậy thì câu này sẽ dịch như thế nào? Chủ ngữ của chúng ta chính là yoshi, là cây sậy đúng không? Cây sậy này là một loại cỏ. Thì làm sao nhỉ? Khi trưởng thành đến cái chiều cao khoảng 3 mét đúng không? Thì ở bên trong thân cây sẽ có gì nhỉ? Sẽ có một cái lỗ có đường kính khoảng 1 cm. Ok? Hay, câu tiếp theo. 枯れた yoshi を煮て消毒するとストローのように使うことができます。Chúng ta vẫn có từ gì nhỉ? 枯れる, 枯れた là khô héo này. 煮る là đun hoặc là nấu nhé. Tiếp theo từ 消毒, 消毒する là khử trùng này. Ngoài ra chúng ta có mẫu câu 植えることができます, có nghĩa là có khả năng có thể thực hiện một hành động gì đó đúng không nào? Vậy thì câu này sẽ là gì nhỉ? Nếu mà 植える tố đúng không? Nếu mà người ta đun cái cây sậy đã khô này để làm gì? Khử trùng nó đi đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng nó giống như là cái ống hút. Ok chưa? Hay, đoạn tiếp theo này. 学生たちはヨシから長さ20センチのストローを400本作ります. Ở đây chúng ta có gì nhỉ? Tương tự như takasa thì có nagasa. Ở đây sẽ thành độ dài đúng không? Sẽ là các bạn học sinh thì làm sao? Sẽ làm bao nhiêu? 400 là 400 đúng không? Vông ở đây chính là số đếm những cái vật thon dài nhé mọi người nhé. 400 cái ống hút với chiều dài là 20 cm từ cái cây sậy. Được chưa? Tiếp theo, そしてはコンビニやカフェなど5つの店でこのストローを使ってもらいます。Và họ là một dạng thí điểm đúng không? Tức là họ sẽ cho sử dụng những cái loại ống hút này. Ở đâu nhỉ? Ở 5 cửa hàng như là konbini, chính là những cái cửa hàng tiện lợi 24 giờ đúng không? Hoặc là cà phê, quán cà phê vân vân nào đồ này. Ý được không? Hãy suy nghĩ kì mà cho. Ở đoạn cuối này, chúng ta có 学生たちはこのストローを使った人にアンケートをしてどう感じたかやいくらまでお金を払ってもいいかなどを聞きます。Chúng ta thấy chủ ngữ ở đây là gì nhỉ? 学生たち, các bạn học sinh đúng không? Thì tiếp theo, ankeito thì là lập phiếu, lập bảng điều tra này. Kanjita, động từ là kanjiru, là cảm thấy, cảm nhận được cái gì đó đúng không? Okane o harau là thanh toán tiền, chi trả này. Ok, hết rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dịch này. Các bạn học sinh thì sẽ làm gì? Các bạn làm hai vế. Đầu tiên, vế thứ nhất chính là gì nhỉ? Các bạn ấy lập một cái phiếu điều tra đối tượng là ai? Là những người mà đã sử dụng cái loại ống hút này. Chính là những cái ống hút làm bằng cây sậy nhé. Sau đó thì các bạn ấy làm gì nhỉ? Hỏi kikimasu. Hỏi xem là do kanjita ka, tức là hỏi những cái người đã sử dụng những cái loại ống hút này xem họ có cảm nhận như thế nào sau khi sử dụng. Ya này, tiếp theo và đúng không? Và ikura made okane o harate mo ii ka, hỏi xem họ nguyện trả bao nhiêu tiền để sử dụng cái loại ống hút này. Nado, vân vân, và sẽ có một vài câu hỏi khác nữa đúng không? Hay, tiếp theo nhá. Gakusei o oshiete iru Terawaki kyoju wa yoshi no storo o ooku no hito ni tsukatte morau you ni shitai desu. Chúng ngữ ở đây đúng không? Sẽ là Kyoju là giáo sư này. Giáo sư tên là Terawaki đang dạy các bạn học sinh này đúng không? Thì có nói là trong ngoặc này, điều trong ngoặc, Tôi muốn làm sao thật là nhiều người đúng không? Có thể sử dụng cái loại ống hút làm từ cây sậy này. Ý được không? Hay, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần dịch rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần ôn tập phần từ vựng nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ ôn tập từ vựng thôi, bởi vì là những cái ngữ pháp xuất hiện ở trong này thì hầu như là đã gặp hết ở những bài trước rồi, cũng rất là đơn giản, thế nên là sẽ không nhắc lại ngữ pháp nữa. Hay, từ vựng đầu tiên, số 1, kueru là tăng này, kueru tăng nhé. Số 2, shodoku, shodoku có nghĩa là khử trùng. Số 3, haeru, haeru là mọc, là tự động từ nhé mọi người nhé. Số 4, stolo là cái ống hút này. Số 5, kuki, kuki là cái cọng, cái cuống này. Số 6 là kareru, kareru là khô hoặc là héo nhá. Hãy, suki. Số 7, kyoju, kyoju là giáo sư này. Số 8, kanjiru là cảm giác hay là cảm thấy cái gì đó. Số 9, ana là hang hay là lỗ này. Số 10, niru, đun hoặc là nấu. Cuối cùng, tsukke, tsukke là đường kính nhá. Ii desu ka? はい、終わりました。 Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé. Bye bye!